Chào mọi người, hôm nay là một cái ngày rất là vui khi mà mình vừa nhận được một cái món quà từ ngoài Hà Nội vào, từ miền Bắc vào. Và đây chính là cái món quà mà đã được gửi tặng cho mình. Cái này là sự thật 100% nha. Đây là một bạn chơi BMW, và bên họ BMW luôn, và thậm chí làm cả bên BMW luôn. Thì một ngày đẹp trời rất là vô tình hỏi mình là: anh ơi, cho em xin cái địa chỉ để em gửi quà tặng vào ủng hộ cho Suzu. Mình mới hỏi: wow, được luôn hả? Rồi mới cảm ơn bạn ấy trước. Và sau đó là bạn ấy mới nói là thấy cái video clip của Suzu chạy trên mạng rất là mê, và không biết ủng hộ bằng cách gì, nên thôi đã quyết định là ủng hộ cho Suzu một cái nón bảo hiểm Soai. Wow, Soai là một cái thương hiệu của Nhật Bản gần như là số 1 rồi đó, mà bạn ấy tặng cho mình 100% luôn. Và mình đã có yêu cầu là khi mà bạn gửi cho mình thì nên viết một lá thư để mà cho Su, để mà mình làm kỷ niệm. Thì cái lá thư này sau khi mà mình đọc xong, mình sẽ bắt đầu mình ép plastic để mà mình treo trong nhà. Biết đâu một ngày nào đó 10 năm sau, đó chính là một trong những cái nón đã giúp Su có những ngày tập luyện thành công để mà có thể bước tiến tới một cái giải đua MotoGP danh giá nhất hành tinh. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ khui ha. Rồi thì đa phần toàn bộ tất cả các nón của Soai thì nó đều có một cái đóng gói như nhau đó. Bên trong đây, đây là cái nón này, để mình để tạm ra ngoài đây cái nón đây. Rồi còn đây là kiến đen. À, đây là một cái kiến đen. Đây một cái viên lóc và một cái miếng lót cầm. Thôi mấy cái này bây giờ mình không nói tới, nhưng mà cái quan trọng nhất đó chính là bức thư đây. À nha, ngoài đây gửi Suzu. Rồi bây giờ đây có chữ gửi Suzu nè. Chữ sao? Thôi chú lớn thì chú viết chữ vậy sao còn lại nói chú. Mặc dù chú đã nói cái từ đầu là chú chữ chú hơi xấu, chú cũng không muốn viết đâu, nhưng mà vì yêu cầu thì chú sẽ viết. Nhưng mà mình thì mình quan trọng về cái con người hơn, chứ mình không quan trọng về nét chữ hay là ngoại hình, chỉ cần tấm lòng tốt thôi là được. Rồi đây là nội dung bức thư ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đọc cho mọi người nghe. Gửi Su và Du. Rồi. Chú Trung gửi tặng hai con chiếc mũ Soai này, vừa là kỷ niệm, vừa là để nâng cao an toàn nhé. Đằng sau hai con là rất nhiều người âm thầm ủng hộ. Mọi sự cố gắng của hai con cũng như ba mẹ đều đã và đang được cộng đồng yêu xe ghi nhận. Rồi. Chú Trung mong hai con tập luyện tốt, an toàn để đưa Việt Nam lên tầm cao mới, cũng như làm thay đổi định kiến xã hội về môn thể thao lành mạnh này. Nào, hãy make life a race. Make life a race. À, có nghĩa là hãy làm cho cuộc sống chúng ta như là một cái chuyến đi, và cuộc sống của chúng ta như là một cuộc đua. Trung Bim Moto, và có cả số điện thoại của chú luôn: 0904 389 366. Cảm ơn chú nha. À, rồi sau đây là bức thư. Thì bức thư này mình sẽ trân trọng và mình sẽ gửi về mình khóc. À, rồi mọi người sẽ thấy ôi sao cái này là cái gì. Thì để nói thêm luôn, chen ngang khúc giữa giờ, đây là chính là cái núm chỉnh côn Winner. Nó đã vừa về hàng, gắn cho toàn bộ mọi loại xe Winner Jean. Mua về là chỉ việc taro ren vào là bắt. Ai mà không biết núm chỉnh côn dành cho xe Winner nó ra thế nào thì vui lòng search cái video núm chỉnh côn cho Winner ha. Có đủ màu hết, nào là cam nè, xanh lá nè, đỏ nè, xanh dương nè, vàng nè, bạc nè, màu đen. À, rồi màu đen nữa, là tổng cộng có mấy màu ha? Còn 6, 7. À, rồi còn màu titan nữa, tổng cộng là có 8 màu nha. Đó, tổng cộng có 8 màu. Rồi con chọn màu nào con chọn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui cái nón của chú Trung gửi cho Su. Đây. Đây chính là cái chiếc nón của chú Trung gửi cho Su. Ở phía bên ngoài đầu tiên đập vô là cái bảng trọng lượng từ 1.315 kg cho tới 1.350 kg. Đó là trọng lượng. Một tem chứng nhận của Anh Quốc, British Motorcycle Sport, có tem mã vạch ở đây. Hàng này có vẻ như là xuất xứ từ châu Âu. Ồ. Đó, đây nó nói chung là bảng này nó là bảng
cũng dân dụng và rất là nhiều người xài ở cái mức dòng phổ thông. Và dĩ nhiên cái size dành cho Suzu đó chính là size XS, size đầu 53-54. Mã của nó là Soi Prewed. Rồi, bây giờ Su nè sẽ bắt đầu nè để cho thử đội cái nó cho con nè. Không có chừng đầu ra nè. Cả đỏ không chừng đầu hồi nó bỏ đây. Rồi lại đây ngồi anh đây. Cho đội thử vô cho nè. Rồi. 2 3. Ồ. Vừa không? Ồ, vừa đó. Ok. Nón này sẽ kỹ sư hẻm sẽ độ thêm một số tem tiết gì đó cho nó màu mè. Su thì Su thích màu mè nên sẽ độ thêm tem hoa lá hẹ gì đó và dán keo để phủ lại để bảo vệ. Su có thể sử dụng nón này trong những cái chuyến đi với cha hoặc là những chuyến đi tập luyện, và Du cũng có thể sử dụng được luôn, cả hai anh em đều có thể sử dụng được luôn đó. Đây là cái nón được tặng, tuyệt vời tuyệt vời. Cảm ơn chú Trung ở ngoài Hà Nội đã gửi tặng cho Su. Rồi, và bên trong là một cái kiến khói. Kiến khói để mà khi mà con tập dưới trời nắng á, con sẽ không có bị chói mắt á mà. Rồi. Ok. Và tuần này Su sẽ bắt đầu chạy UB150, mình đang dọn sửa phía bên đó để mà chạy sân Đại Nam để mà kiếm thành tích tốt nhất. Rồi, chào mọi người đi Su. Con chào mọi người. Goodbye everybody. Goodbye.